thanh của con người rồi, nó lại hoảng hốt bỏ chạy. Đúng là rái cá hoang dã đáng yêu mà. À, con ghét con người như vậy sao? Ghét người hả? Họ cách xa chúng ta. Nó nghe tiếng máy nổ của người ta thôi mà nó bực bội như vậy. Ghét con người lắm hả? Trời ơi. Ê, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây trốn. Ngồi đây trốn nè. Đánh bắt về rồi kìa, đi hải sản về rồi kìa anh em ơi. Có con gì bán không cô chú? Có gì bán không? Đi thả hả cô? Dạ. Trời ơi, đi thả á. Người ta đi thả đó, còn mình đi bơi á. Ôi, đi bơi. Đi bơi, đi bơi, đi bơi, đi bơi. Đi bơi, ui da, đi bơi. Cái sông này chỉ có mình bơi thôi à, chứ không ai bơi á. Bơi đi. Bơi đi để được nhiều người yêu quý con. Sẽ có nhiều chính sách bảo vệ con hơn. Nhớ nha mọi người, đừng nuôi rái cá hoang dã làm thú cưng khi mình không phải là tiên cá, khi mình không sống trong tự nhiên nha. Sẽ bị bắt phạt á. Rồi bơi nè. Thể hiện đẳng cấp nào. Bơi đó mọi người thấy chưa? Chị Ti bơi rồi. Ti Ti lẩn trốn con người. Đó, mấy bạn chó cá cũng bơi theo đó, thấy chưa? Ngầu chưa anh em? Giờ đi thả mai lại kéo hả cô? Nhớ bạch tuộc ngày mai cho con nha. Ngày mai sẽ mua bạch tuộc của cô ấy đây. Ti Ti